Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Xe Đẹp Hải Dương của em ạ. Dạ vâng, buổi chiều hôm nay em xin phép lại được gửi tới quý anh chị và các bạn một chiếc Kia Morning nhập khẩu năm 2011 bản trung anh chị nhé. Xe được đăng ký lần đầu tại Việt Nam năm 2013. Xe này thì đã đời chủ thứ hai rồi anh chị nhé. Và bác chủ thứ hai là đăng ký lại năm 2015. Tức là xe biển 34A118 là đăng ký năm 2015 anh chị nhé. Khoảng giữa năm 2015. Bản này thì bản chưa có cửa lóc. Tuy nhiên thì anh chị nhìn vào cái lưới tản nhiệt đằng trước ấy, cái phần cản trước đấy, thì là bản này là bản đã có viền đỏ, viền chỉ đỏ rồi anh chị nhé. Tức là bản là được trang bị đồng hồ số bô kép rồi. Đấy. Xe trang bị điều hòa tự động, chìa khóa thông minh khởi động nút bấm. Đấy, đèn trước là đã lên đèn bi rồi anh chị nhé. Chỉ là chưa trang bị cửa lóc thôi. Đấy, đây là cụm đèn trước này. Anh chị quan sát là tất cả những cái xe mà có trang bị là đồng hồ số bô kép thì lưới tản nhiệt của nó là dạng chỉ. Tất cả các màu thì nó sẽ là viền chỉ đỏ, còn đối với màu đỏ sẽ là viền chỉ trắng anh chị nhé. Đấy là cách phân biệt chiếc Kia Morning bản bản Sport trang bị đồng hồ số bô kép anh chị nhé. Còn về chất xe của chiếc xe này thì bên em cam kết với anh chị là xe zin, xe keo chỉ zin, không đâm đụng, không ngập nước, máy số là zin, và chiếc xe này là zin từ lắp dàn cò anh chị nhé, tức là doang dàn cò chưa thay. Điều đó chứng tỏ là xe đi ít. Đấy. Xe thì mang biển 34 quê hương em. Cụm phanh đĩa phía trước thì bác chủ bác cũng đã sơn đỏ. Đấy, nhìn trông rất là thể thao anh chị nhé. Chiếc xe này thì được trang bị là một dàn lốp còn mới anh chị ạ. Thế nên là về anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Còn về sơn thì sơn của chiếc xe này thì bên em là có một vài chỗ mà bác chủ bác ấy đi bị xước là về bên em đã sơn tỉa rồi. Còn chắc chắn là xe không có sơn zin 100% đâu anh chị nhá. Xe nhập khẩu năm 20 sản xuất năm 2011 và đăng ký lần đầu tiên tại Việt Nam năm 2013. Nói chung là thân vỏ thì cứng cáp vì là xe không đâm đụng gì. Còn sơn thì về bên em đã sơn tỉa một vài chỗ xước rồi. Đấy, bên hông xe là có được trang bị thêm cái bộ quay hông rồi, bộ nó có rất nhiều cách gọi, nhưng nói chung là nó là cái bộ ốp hông, nhìn nó thể thao và nó đẹp xe hơn. Đấy. Body kit cũng được mà bộ quay hông cũng được gì. Đấy, mỗi bác có một cách gọi khác nhau. Đấy, đấy là về cái bộ quay hông xe này. Còn đủ bộ của nó là bộ cả bộ body kit thì nó bao gồm cả cản trước, cản sau nữa và bộ quay hông xe. Xe thì trang bị camera nguyên zin nguyên bản của nhà máy anh chị nhé. Đối với những chiếc camera mà trang bị zin của nhà máy đấy thì cam nhà máy người ta làm thì sẽ ẩn sâu bên trong cái cốp. Đấy, còn những mà xe mà không trang bị sẵn cam theo xe đấy thì lắp thêm thì nó sẽ bị lồi ra anh chị nhá. Đấy là những chiếc xe trang bị sẵn cam hay là không sẵn cam. Đấy, cụm đèn trước là trang bị bóng chiếu dạng projector rồi, hay còn gọi là đèn bi. Đối với cái công nghệ đèn bóng chiếu projector này thì giúp cho là cái chùm sáng chiếu ra nó tập trung hơn, nó không phản xạ kiểu đa hướng như là bóng thường, bóng phản xạ đa chiều đấy anh chị ạ. Đấy, giúp cho chúng ta quan sát buổi tối nó dễ dàng hơn, đúng không ạ? Chùm sáng tập trung hơn. Còn xe thì đã trang bị được giải đèn led ban ngày rồi anh chị nhé. Đối với những cái bản mà có trang bị đồng hồ số bô kép thì nhìn cái phần cản trước nó cũng sẽ thể thao hơn một chút anh chị ạ. Đấy. Đèn gầm thì vẫn còn rất là ok anh chị nhé. Đấy. Cái phần cản trước của cái bản trang bị đồng hồ số vô kép thì nhìn nó khác một chút so với những cái bản thông thường, cũng không khác nhiều đâu ạ.
dễ nhận biết đấy, dễ nhận biết nhất là cái viền chỉ đỏ đây. Đấy, viền chỉ đỏ. Xe thì vành xe rất là ok anh chị nhá, vành không xước đâu ạ. Đấy, đối với những chiếc xe mà không phải xe biển Hà Nội thì vành rất là đẹp. Còn những cái xe biển Hà Nội thì đa phần là vành xước rất nhiều anh chị ạ, bởi vì là hay neo về hè, đúng không ạ? Lốp còn rất là dày anh chị nhá. Đấy, một chiếc xe này được trang bị một dàn lốp rất là dày. Còn bác chủ bác ấy có sơn đỏ cái phần cụm phanh kia, nhìn khá là thể thao và bắt mắt anh chị nhá. Nó có cái điểm nhấn hông xe này, hông xe nhìn đều và đẹp đúng không anh chị? Bởi vì là xe thì chưa hề đâm đụng va chạm gì, bên em chỉ làm xe đẹp thôi. Nói chung là đẹp thì cũng có nhiều tiêu chí. Bên em thì không làm xe đâm đụng, không làm xe ngập nước, không làm xe ra máy. Đấy, gương chiếu hậu ngoài thì gập điện, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ, sinh nhan ở trên gương đây. Đấy, mặt gương chiếu hậu ngoài là zin theo xe anh chị nhá. Đấy, bác chủ thì bác ấy lắp thêm cái gương cầu lồi rồi. Xe trang bị là chìa khóa thông minh khởi động nút bấm, thế nên là có cảm biến mở cửa đây. Rồi, tông màu nội thất chủ đạo đối với chiếc xe Kia Morning nhập khẩu vẫn là tông màu đen chủ đạo, với cái chất liệu da rất là xịn sò anh chị nhá. Đấy, bác chủ bác vẫn giữ được nguyên bản nguyên zin ghế da theo xe. Đấy, còn khá là đẹp anh chị nhá. Đấy, từ mặt ghế đến lưng ghế này, từ mặt ghế đến lưng ghế còn khá là đẹp đúng không anh chị? Đấy, trên xe này thì bác chủ bác cũng sử dụng khá là cẩn thận. Đấy, những cái chỗ tì tay ở táp ni kìa, bác ấy cũng dán cái chống xước rồi, đúng không? Táp ni da, táp ni nhựa thì là nguyên bản và không bị chảy xước. Đấy, táp lô cũng còn nguyên bản nguyên zin anh chị nhá, sạch sẽ và đẹp ạ. Đấy, không có vết xước và bác chủ bác ấy không có dán cái gì ở trên táp lô cả, thế nên là không có bị cái những cái vết như là keo riếc ở đấy. Xe thì ok rồi. Bác chủ bác ấy trang bị sẵn DVD màn hình Android rồi, hệ thống giải trí rất là ok đúng không ạ, với rất nhiều các ứng dụng như anh chị biết là về cái màn hình Android. Chắc này em cũng không phải mô tả chi tiết nữa, như là đơn giản như này, hệ thống giải trí rồi là xem YouTube rồi là bắt Bluetooth này. Đấy, có hệ thống dẫn đường nhá anh chị nhá. Màn hình Android này này cảm biến nó rất là nhạy, sử dụng rất là ok anh chị ạ. Đấy, rất nhiều ứng dụng nhá. Đấy, rất nhiều ứng dụng luôn. Cảm biến rất nhạy anh chị nhá, rất nhiều ứng dụng này. Đấy, hệ thống điều hòa tự động rồi anh chị nhá. Đặc biệt trên chiếc xe Kia Morning này thì chia sẻ với anh chị một chút là em mua của một anh là cán bộ huyện Thanh Hà. Đấy, xe sử dụng cá nhân, sử dụng gia đình chuẩn luôn. Đây, đây là vô lăng zin theo xe anh chị nhá, chưa hề bọc lại gì cả. Đấy, cái lớp da trên cái vô lăng zin này nó rất là mỏng, thế nên là sử dụng nhiều nó sẽ bị bong hết. Như bên này là có bong một chút này. Đấy anh chị thấy không ạ, nó rất là mỏng. Nhưng đối với những cái xe Kia Morning nhập khẩu mà còn được cái vô lăng zin như này là cũng là khá là hiếm đấy ạ. Đây ạ, xe được trang bị đồng hồ số vô kép rồi anh chị nhá. Vô lăng còn đẹp này, bác chủ bác đã bọc một cái bọc vô lăng chất liệu da cũng rất là xịn sò luôn. Đấy anh chị thấy không ạ, xe được trang bị là đồng hồ số vô kép rồi, thì cái đồng hồ số nhìn nó sang và nó đẹp hơn là cái đồng hồ thông thường. Đấy, còn trong cái nội thất của cái chiếc Kia Morning này thì bác chủ bác cũng có dán những cái đường chỉ đỏ này. Đấy, nhìn nó rất là có những cái điểm nhấn trong bên trong nội thất, nhìn khá là đẹp đúng không ạ? Đấy, ngoài sơn những cái cổ phanh đỏ thì trong nội thất thì bác ấy cũng dán một số cái đường chỉ đỏ nhìn rất là đẹp. Nhìn nó nổi bật và nó có cái điểm nhấn bên trong nội thất xe anh chị nhá. Rất là ok luôn. Xe thì đã trang bị là có sẵn
trầm rồi. Đấy, nên là nghe nhạc rất là ok anh chị nhá. Xe trang bị camera nồi zin theo xe anh chị nhá. Đấy, chất lượng rất là ok. Nhìn sắc nét luôn và có những cái điểm vạch để báo hiệu về cái khoảng cách. Đấy, từ 1,5 m đến 1 m đến 0,5 m anh chị nhá. Đấy. Xe trần nỉ nguyên bản nguyên zin theo xe này. Đấy. Trần nỉ rất là sạch đẹp anh chị nhá. Xe thì trang bị vẫn là cái bản 6 túi khí thôi, thông thường như tất cả các bản khác trang bị 6 túi khí. Sấy sấy vô sấy ghế anh chị nhá. Chiếc xe này thì lại chưa có trang bị sấy vô lăng. Tấm che nắng nguyên zin theo xe này. Đấy. Một bản chung, bản chung thế nên là nó chưa có cửa lóc anh chị nhá. Tuy nhiên thì về chất xe rất là ok này. Trang bị là chìa khóa thông minh khởi động nút bấm này, DVD, màn hình Android, camera lùi này. Đấy. Hệ thống điều hòa tự động này, sấy ghế và 6 túi khí. Và quan trọng là cái nội thất của nó là còn nguyên zin nguyên bản anh chị nhá. Và khá là đẹp. Đấy. Nội thất còn nguyên zin nguyên bản này. Mặt ghế còn căng đét anh chị ạ. Đây, và táp ni cửa cũng vậy thôi. Đấy. Tất cả những cái điểm này là bác chủ bác đã ốp cái phần nhựa giả carbon này. Đấy. Nên chống xước nhìn nó giữ được cái nội thất đẹp. Và táp ni thì không, gần như là không có vết xước đâu anh chị nhá. Nói về keo chỉ chiếc xe này thì bên em cam kết với anh chị rồi, xe keo chỉ nguyên zin. Đấy, không mất phân keo chỉ nào. Đấy, từ những cái đường dập nổi của nhà máy này. Đấy. Tất cả những cái đường nét này nó còn zin và đẹp, không hề bị gò nắn lại. Đấy, đến những cái con ốc bản lề này. Đấy anh chị ạ, chưa hề tác động gì của ngoại lực hay cà lê tác động vào đâu anh chị nhá. Đấy, nguyên zin nguyên bản theo xe. Sơn si thì đã sạch đẹp rồi, về anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Đây là bánh sau. Xe này thì trang bị là phanh sau, phanh tăng trống thôi. Đấy, tuy nhiên là vành là gần như là không xước anh chị nhá. Đấy. Đi rất là cẩn thận và giữ gìn luôn. Và một dàn nốp mới nhá anh chị nhá, nốp còn rất là dày luôn. Đấy. Nốp này anh chị là đi thoải mái 7 đến 8 vạn luôn. Nốp 2019 này. Đấy, date nốp là 2019 anh chị nhá. Đi được 2-3 năm rồi mà lốp vẫn còn dày như này. Điều đó chứng tỏ là bác chủ bác đi rất là giữ gìn và đi ít nha anh chị nhá. Đi ít luôn ạ. Đấy, tất cả những cái đường máng nước cái giếc này nguyên zin nguyên bản này. Đây, ghế sau là căng đét luôn anh chị nhá. Ghế da nguyên bản theo xe đấy. Đấy. Cái chất liệu ghế da này và ghế da của bản Morning nhập khẩu 2011 20 đến 2015 này là không lẫn vào đâu được. Đấy. Phần giữa là dạng kẻ caro. Đấy. Tuy nhiên cái quan trọng nhất đó là cái chất liệu da rất là xịn sò luôn. Đấy. Đây là táp ni cửa sau anh chị nhá. Bác chủ bác cũng rất cẩn thận ốp đầy đủ hết. Hơi đáng tiếc một chút là chưa ốp bậc lên xuống. Đấy. Đấy, không ốp bậc lên xuống nhưng mà cái xe này sử dụng ít này. Đấy, và sử dụng cẩn thận nên là những phần nhựa này nó không bị xước xác này anh chị ạ. Đấy, những cái phần đấy rất hay bị xước xác khi mà có người bước lên xuống này. Đây, ổ khóa này. Chỉ thì zin không mất phân keo chỉ nào rồi. Thế nên em cam kết với anh chị. Rồi, cụm đèn sau đây. Cụm đèn sau vẫn là nguyên zin anh chị nhá. Đèn led này. Đấy. Như em chia sẻ với anh chị. Đó là đây. Cam zin theo xe nhé anh chị nhá. Đấy. Xe trang bị bô kép rồi này. Đồng hồ số bô kép này. Đấy. Phần sau xe cũng rất là ok, cứng cáp và đẹp anh chị nhá. Đối với cái màu lông chuột này đi nó rất là bền màu và nó sạch xe. Đấy. Màu trắng thì nó nổi bật hơn. Tuy nhiên thì xe lúc nào cũng phải sạch đẹp. Còn màu lông chuột này thì nó không bị nộ bẩn. Đấy, bác chủ thì bác đi đã trang bị là vè che mưa đầy đủ rồi và viền chân kính đầy đủ nhé. Đây là viền chân kính mạ chrome là trang bị thêm nhé anh chị nhé. Đấy. Lốp sau này
cả một dàn vẫn còn rất là dày anh chị nhá. Đấy, một dàn lốp. Và nhìn cái vành rất là thích vì là nó không bị xước. Đây là tap ni cửa anh chị nhá. Rồi, em quay cái chi tiết cái phần cốp sau cho anh chị. Quên đấy, em chưa quay. Tất cả các chi tiết phía sau cốp sau này nè. Đây, chỉ zin nhá, ốc zin nhá anh chị nhá. Chỉ zin và ốc zin. Đấy. Máng nước này. Máng nước và đinh tán này. Đấy. Bên em không làm xe lỗi, thế nên là anh chị mà mua xe bên em cũng có thể là an tâm. Xe đâm đụng ngập nước hay là ra máy các thứ là bên em không làm. Đấy là quan điểm của bên em. Rồi, cốp sau thì cốp sau của dòng Morning thì cũng được đánh giá là cũng không được rộng rãi lắm. Đấy, cốp là nguyên zin nguyên bản nhé anh chị nhé, chưa có vết han gì đâu. Cốp nguyên zin đấy ạ. Bộ đồ thay lốp dự phòng và bộ đồ là đầy đủ từ kích nha. Đấy. Nguyên bản nha anh chị nha. Rồi. Một chiếc Kia Morning nhập khẩu năm 2011 và đăng ký lần đầu năm 2013 tại Việt Nam. Xe thì chủ thứ hai rồi, chủ thứ hai đăng ký năm 2015 anh chị nhá, và sử dụng đến bây giờ. Đó là một cán bộ công chức huyện Thanh Hà, Hải Dương quê em. Đấy, chủ xe đi rất là cẩn thận luôn, thế nên xe nó còn zin và không bị đâm đụng gì. Đây, tap ni cửa. Đấy, từ cái phần da đến phần nhựa này nó không có vết xước đâu anh chị nhá. Đấy, tay nắm cửa trong mạ bạc nguyên zin nguyên bản theo xe. Đấy anh chị thấy không ạ? Dán cái viền chỉ đỏ này, nhìn cái nội thất nó rất là có điểm nhấn. Đấy, bác chủ này bác cũng có con mắt gọi là yêu cái đẹp đấy. Em thấy thực ra dán cái này rất đơn giản thôi, dán cái này viền chỉ đỏ rất đơn giản thôi, nhưng mà bác nào mà dán vào nhìn nó rất là hay, rất ok đúng không ạ? Đấy, ghế thì chất liệu ghế thì không phải nói rồi đúng không ạ? Đây, ốc bản này là nguyên zin nguyên bản anh chị nhá. Đấy, ốc bản này zin luôn. Đấy, tất cả những cái đường dập nổi này rồi chỉ này. Đấy, anh chị thấy ok không ạ? Rồi, chiếc xe màu xám lục chuột. Nói chung màu nào thì nó cũng có cái đặc trưng riêng của nó, không thể khẳng định màu nào đẹp hơn màu nào, quan trọng là anh chị thích màu nào thôi. Đấy, màu xám lục chuột thì nó có cái đặc trưng của nó là nó không bám bẩn, không nhìn nó xe lúc nào nó cũng khá là cứng cáp. Màu trắng, màu đỏ, màu kem bơ thì nhìn xe rất là nổi bật. Ok không ạ? Đấy, quan trọng là cái chất lượng xe. Bây giờ em sẽ đi về cái khoang động cơ. Hệ thống âm thanh của chiếc xe này thì đã được trang bị cả trầm rồi nhé anh chị nhé. Về anh chị thao về cái giải pháp về giải trí này. Rất là ok đúng không ạ? Anh chị chỉ cần mua một chiếc SIM sử dụng 1 năm khoảng 300-400 nghìn thôi. Một năm nha anh chị nhé, mất có 300-400 nghìn thôi, tha hồ là có những cái lựa chọn giải trí cho mình. Đấy, đặc biệt là chở các cháu nhỏ đi đường dài là có lựa chọn về xem YouTube, là các cháu ngoan lắm, nên là anh chị có thể tập trung để lái xe an toàn hơn. Đấy, về cái phần khoang động cơ và lắp capo của chiếc xe này thì bên em cũng cam kết là zin anh chị nhá, từ chỉ này đến ốc capo này đến đèn này, đến đèn cái cục này,
khả năng là bác chủ bác cái độ thêm nguồn sáng nét rồi anh chị nhá. Đấy, cái đèn projector này thì nó có thể là sử dụng cho cả nguồn sáng halogen, nguồn sáng xenon và nguồn sáng nét anh chị nhá. Đấy, còn cái projector nó là cái cách chiếu, giống như cái lúc đầu em giới thiệu đấy, nó là giúp cho cái giải cái chùm sáng nó chiếu ra song song với nhau, tập trung hơn, nó không bị phản xạ đa chiều. Còn nguồn thì mình có thể là độ bất kỳ cái nguồn nào, halogen, led hay là xenon đều được hết anh chị nhá. Đấy, tùy nhu cầu của từng anh chị. Đấy, về cái đèn thì bên em đây, tai đèn các thứ là zin nhá, ốc cabo zin anh chị nhá. Đây, lắp cabo zin này thì nó còn sáng và đẹp đúng không ạ? Nó chưa có vết han gì đâu. Đấy, ốc cabo zin nhá anh chị nhá. Và tai đèn bên lái này cũng là zin này anh chị này. Đấy, đèn là bác chủ bác độ thêm cái nguồn sáng rồi. Đấy, em sẽ bật đèn. Đây em bật luôn. Bật phải nổ máy anh chị ạ. Anh chị chờ em một chút nhá, đây em đang giới thiệu đây bằng động cơ. Đây là giải đèn led ban ngày rồi nhá anh chị nhá, em bật đèn. Công tắc đèn có vấn đề. Đấy anh chị thấy không ạ? Đấy, nguồn sáng nét anh chị nhá. Đấy, nhìn rất là ok luôn. Đấy, bác chủ bác độ nguồn sáng này. Đấy, nhìn bóng có đẹp không ạ? Rất là nổi bật và đẹp anh chị nhá. Đấy anh chị thấy không ạ? Chiếc xe này mà đi buổi tối em nhìn rất là ok, bởi vì ban ngày nó cũng đẹp thế này cơ mà. Đấy, nhìn cái bóng của nó rất là đẹp luôn. Đấy, và mang lại cái nguồn sáng trắng giúp cho xe của chúng ta quan sát rất là tốt anh chị nhá. Đấy, em xin phép là tắt máy đi để em quay nốt cho anh chị về cái máy của chiếc xe này. Rồi, lắp cabo các thứ thì em vừa quay cho anh chị rồi, đúng không ạ? Về máy của chiếc xe này thì đây anh chị có thể quan sát là chỗ tay em chỉ này, là xe zin từ dàn cò anh chị nhé. Xe zin từ dàn cò thì anh chị quá là an tâm rồi đúng không ạ? Máy số phải keo chỉ zin hết đó. Máy số zin đúng không ạ? Đây, keo máy zin đây. Đấy, anh chị thấy không ạ? Máy zin nhá, zin từ dàn cò và khô đét, chưa có thấm dầu, thấm chiếc thì anh chị nhá. Đấy, anh chị có thể đến xem trực tiếp em này. Đấy, em tả như nào thì anh chị cứ đến xem thực tế nó đúng chuẩn như thế. Nếu sai thì bên em xin phép được cam kết là chịu trách nhiệm, gửi chi phí cho anh chị đi đường về. Đấy, anh chị thấy không ạ? Bộ đèn rất là ok nhá. Bác chủ bác đầu tư cả một cụm đèn trước dạng nguồn sáng nét này. Đấy, DVD Android và xe có trang bị trầm hết rồi, camera lùi hết rồi. Đấy, hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 276 triệu anh chị nhá. 276 triệu.
Và giá đó thì bên em chỉ lọc lá cho anh chị đi đường thôi, hoặc là bao rút hồ sơ cho anh chị nếu anh chị nào có nhu cầu. Ưu tiên cho bán cho các anh chị ở Hải Dương hoặc là các tỉnh quanh Hải Dương nhé. Đấy, vì là xe biển quê Hải Dương quê em rồi. Đấy, số điện thoại thì em đã ghi ở trên video. Nếu mà anh chị nào yêu em nó rồi thì hãy vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại. Em sẽ tư vấn trực tiếp cho anh chị. Đấy, em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video tiếp theo.